Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6, người dân Hoa Kỳ mừng lễ Từ Phụ Father's Day. Nhân dịp này, chúng tôi kính chúc quý bậc làm cha luôn mạnh khỏe, bình an và luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình về mọi phương diện. Trong niềm vui ấy, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Cha Hiền, một sáng tác của linh mục Giuse Trần Cao Thăng, chánh xứ Bắc Dũng, tổng giáo phận Sài Gòn, qua phần trình bày của chính ngài. Trầm lắng ôm lấy đời con, một đời chất chiêu hy sinh chờ. Dầm mưa dài nắng kiếm bát cơm nuôi con, những lúc con đau cha lo âu chăm chiều, đẹp chẳng thêm nhăn tông đã bạc màu pha xưa. Ôi bao la tình cha dành chi cho cùng, dâng cao gió lòng con chất ngỡ say, có khi cao vời có khi thâm trầm, cùng cho con vững bước trên đường thành giai. Như hoàng hôn đời cha dần khuất trời xa, đi thật xa tình cha vẫn mãi nâng đỡ đời con, lời người khắc ghi không quên cha, dạy khuyên con gắng sống xứng danh con ngoan,
những phút bên cha, cha ơi nay đâu còn. Nhớ mãi trông con, bóng dáng cha hiền yêu dành chi cho cùng. Dâng cao dâng lòng con chợt ngỡ say, có khi cao vời, có khi thầm trường cùng cho con vững trên đường thành dài. Ôi bao la tình cha dành chỉ cho cùng. Dâng cao dâng lòng con có khi thâm trầm cùng cho con vững bước trên đường thành dài, cùng cho con vững bước trên đường thành dài. Xin cảm ơn cả nhà. Quý vị vừa nghe bài hát Cha Hiền của linh mục Giuse Trần Cao Thăng. Kính chúc quý vị một tuần lễ thật ấm áp bên gia đình. Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.